chúng ta đã liên tục được cảnh báo rằng trái đất sẽ thay đổi theo những cách không thể tưởng tượng được nếu chúng ta không nhanh chóng hành động. Theo một nghiên cứu mới đây, gần 50% số người trong độ tuổi từ 15 đến 84 từng có những trải nghiệm về sự thay đổi đáng kể của biến đổi khí hậu. Và bằng mọi cách có thể, các nhà khoa học đã tính toán được các con số, báo động về một thế giới đang trở nên sôi sục và khó lường hơn so với những gì mà các thế hệ trước từng trải qua. Và đây là điều mà giới trẻ ngày nay sẽ phải thừa hưởng. Giờ đây, câu hỏi đặt ra là khí hậu trong tương lai sẽ tệ đến mức nào? Con người sẽ phải trải qua bao nhiêu thảm họa khí hậu trong đời? Và cho đến nay, những ai có thể vượt qua mức nhiệt cao nhất từng xảy ra trên hành tinh? Đó là những câu hỏi mà nhóm của Andrew King, một nhà khoa học khí hậu đang nghiên cứu các hiện tượng cực đoan tại Đại học Melbourne, Australia đặt ra trong nghiên cứu mới đây của họ. Cụ thể, dựa trên những ghi nhận về nhiệt độ địa phương, họ đã tìm kiếm một tín hiệu rõ ràng về biến đổi khí hậu do con người gây ra, xuất hiện từ tiếng ồn xung quanh khi các kiểu thời tiết thay đổi. Nghiên cứu trước đó từng cho thấy rằng, trong khi các đại dương và vùng cực trên thế giới phải hấp thụ phần lớn nhiệt lượng mà hành tinh phải tiếp nhận, các tín hiệu về sự nóng lên do con người gây ra đã xuất hiện sớm hơn và mạnh mẽ hơn ở các vùng nhiệt đới. Giờ đây, nhà nghiên cứu King và các đồng nghiệp của ông muốn bổ sung vào những phân tích đó bằng cách kiểm tra trải nghiệm của người dân về sự thay đổi nhiệt độ tại địa phương cho đến năm 2021 và tính toán những thay đổi đó theo khung thời gian mà mọi người đều có thể hiểu được, đó là vòng đời của chính họ. Từ đó, nhà khoa học King nói với Science Alert, mục tiêu quan trọng là chúng tôi muốn hiểu được trải nghiệm của người dân về biến đổi khí hậu tại địa phương để xem xét rằng đối tượng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những thay đổi mà khí thải nhà kính của con người đang gây ra cho hành tinh này. Và để tránh đưa ra những dự đoán sai lệch, các nhà nghiên cứu đã tính toán sự nóng lên về mặt vật lý mà mọi người đã trải qua ở khu vực địa phương của họ, chứ không phải những thay đổi rộng lớn hơn mà họ có thể cảm nhận được. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng chỉ định lượng sự nóng lên cục bộ, chứ không phải tác động của các đợt nắng nóng kéo dài như mực nước biển dâng, bão, hạn hán hay cháy rừng. Mặc dù đây có thể là trọng tâm nghiên cứu trong tương lai, nhà khoa học khí hậu King nói. Đây là phân tích đầu tiên cố gắng ước tính sự xuất hiện của các tín hiệu biến đổi khí hậu cục bộ mà mọi người dân trên toàn thế giới trải qua, từ già đến trẻ, kể cả những người giàu có hay người nghèo, nhóm nghiên cứu viết trong bài báo của họ. Dân số toàn cầu đã phải chịu đựng mức nhiệt độ hàng năm thay đổi đáng kể ở các địa phương, đến mức nhiều phân tích cho thấy rằng gần một nửa số người trong độ tuổi từ 15 đến 84 tuổi trên thế giới hiện đang phải trải qua những kiểu khí hậu khác thường và khác biệt đáng kể so với khi họ được sinh ra. Gần 90% dân số đã phải trải qua những thay đổi về nhiệt độ tương đương với một kiểu khí hậu bất thường. Chúng ta cần phải có các nghiên cứu sâu hơn để xác định rằng liệu điều này đồng nghĩa với việc họ đã trải qua những thay đổi mạnh mẽ hơn ở các thái cực như sóng nhiệt hay không, đồng thời để có thể hiểu rõ hơn liệu những tác động tồi tệ nhất có liên quan đến các sự kiện biến đổi khí hậu lớn nhất hay không, nhà khoa học nói với Science Alert. Từ đó, đối với các nhóm tuổi, phân tích cho thấy những người trung niên từ 40 đến 60 tuổi, đặc biệt là những người sống ở khu vực quanh xích đạo, đã trải qua tín hiệu rõ ràng nhất về sự nóng lên và trải nghiệm này đã được tích lũy trong suốt cuộc đời của họ. Ở một nhóm tuổi khác lớn hơn, tín hiệu lại bị suy giảm do những năm đầu đời của họ có khí hậu tương đối ổn định. Trong khi đó, trải nghiệm về sự nóng lên của hành tinh ở những người trẻ tuổi lại rất khác nhau, tùy thuộc vào nơi họ sống. Thật đáng lo ngại khi thấy rằng, ngay cả với nhóm dân số trẻ hơn, ở các vùng nhiệt đới có thu nhập thấp, trải nghiệm điển hình về sự nóng lên nói chung trên trái đất cũng tương tự như trải nghiệm ở các khu vực giàu có với dân số già hơn, nhà nghiên cứu King cho biết. Trong khi đó, nhà khoa học khí hậu William Seary từ Đại học Fury Brussels ở Bỉ, người đã dẫn đầu một nghiên cứu mới đây với mục tiêu định lượng xem trẻ em ngày nay sẽ phải trải qua bao nhiêu thảm họa khí hậu trong đời so với các thế hệ trước. Đáng chú ý là nghiên cứu cũng đã cho thấy giới trẻ ngày nay phải đối mặt với viễn cảnh suốt đời về những thảm họa khí hậu do sóng nhiệt thống trị. Vậy, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này? Trên khắp thế giới, mọi người ở mọi lứa tuổi đang nộp đơn khởi kiện lên các tòa án về các trường hợp ảnh hưởng lên chính bản thân họ và quy trách nhiệm cho những nguồn phát thải lớn với một nhánh thuộc lĩnh vực khoa học khí hậu liên quan đến mối liên hệ giữa lượng khí thải carbon với các tác động của khí hậu. Và cốt lõi của phong trào quốc tế do thanh niên lãnh đạo này đã cho thấy một thực tế rằng giới trẻ, nhóm những người đóng góp ít nhất vào cuộc khủng hoảng khí hậu, hiện nay đang phải đối mặt với những tác động tồi tệ nhất của nó.
Nhưng một điều có thể khó hiểu đó là các nghiên cứu khoa học về khí hậu thường so sánh khí hậu ngày nay hoặc quá khứ với khí hậu ở một khoảng thời gian xa xôi nào đó trong tương lai. Và việc chứng kiến các thanh thiếu niên đến tòa án và đổ ra đường để đòi hỏi một tương lai công bằng hơn đã khiến nhà khoa học Theory phải điều chỉnh lại các dự báo về tình trạng khí hậu cực đoan. Theo đó, nhà nghiên cứu và các đồng nghiệp của mình đã kết hợp dữ liệu nhân khẩu học với các dự đoán từ 4 mô hình khí hậu toàn cầu để ước tính số lượng hiện tượng cực đoan mà thế hệ trẻ có thể phải trải qua trong đời so với những người ở độ tuổi lớn hơn. Lớp trẻ họ sẽ sống để chứng kiến ngay mà các kịch bản về tương lai khí hậu thực sự bắt đầu khác biệt, Theory nói khi trình bày nghiên cứu của mình. Dựa trên dữ liệu về các hiện tượng cực đoan nguy hiểm như hạn hán, lũ lụt và sóng nhiệt được kết hợp với diễn biến nhiệt độ toàn cầu từ Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu và dữ liệu về tuổi thọ và tăng trưởng dân số ở các quốc gia khác nhau theo thời gian. Công trình của Theory được công bố trên tạp chí khoa học, ước tính trẻ em dưới 10 tuổi vào năm 2020 sẽ phải đối mặt với mức độ khắc nghiệt của khí hậu trung bình gấp 4 lần trong suốt cuộc đời của chúng so với thế hệ X, những người sinh năm 1960, nếu thế giới hạn chế được tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Tuy nhiên, theo những cam kết về chính sách khí hậu hiện nay, thế giới đang hướng tới một mức giới hạn mới từ 2,6 độ C trở lên. Và điều này sẽ dẫn đến một viễn cảnh. Trẻ em sinh vào năm 2020 có thể phải chứng kiến những sự kiện cực đoan gấp 7 lần trong đời khi biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, đặc biệt là trẻ em ở các quốc gia có thu nhập thấp như Trung Đông và Châu Phi. Và nếu hành tinh ấm lên 3 độ C vào năm 2100, một đứa trẻ 6 tuổi vào năm 2020 có thể sẽ phải hứng chịu mức độ phơi nhiễm tăng lên gần như hoàn toàn do biến đổi khí hậu mà con người gây ra. Trong đó, những đợt nắng nóng nhiều gấp 36 lần trong đời, số lần hạn hán nhiều gấp 5 lần, số lần mất mùa nhiều gấp 4 lần, số lần lũ lụt nhiều gấp 3 lần và số vụ cháy rừng tăng gấp đôi so với ông bà của chúng. Và những phát hiện này đã làm rung chuyển ngay cả những nhà khoa học khí hậu kiên cường nhất. Tôi không hề ngạc nhiên khi các con tôi sẽ phải đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt hơn nhiều. Sarah Perskin Fitzpatrick, một nhà khoa học khí hậu Đại học New South Wales, viết trên Twitter. Tuy nhiên, việc nhìn thấy những con số thực tế được đóng khung trong bối cảnh của chúng vẫn giúp tôi tỉnh táo. Tích cực cắt giảm khí thải toàn cầu và giữ lại than trong lòng đất có thể làm giảm thiệt hại từ các hiện tượng khí hậu cực đoan đang ngày càng kéo dài và thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, theo nhà nghiên cứu Theory, việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C sẽ giúp giảm gần một nửa thời gian tiếp xúc với các đợt nắng nóng mà trẻ em ngày nay sẽ phải trải qua và giảm đáng kể gánh nặng do cháy rừng, mất mùa, hạn hán, bão nhiệt đới và lũ lụt. Việc giảm mạnh gánh nặng giữa các thế hệ theo lộ trình 1,5 độ C đã nêu bật nhu cầu rõ ràng về tham vọng ngày càng tăng về khí hậu đối với trẻ em trên toàn thế giới, nhà khoa học cho biết. Đồng thời, xuất hiện một thông điệp nghiêm túc dành cho giới trẻ ở các quốc gia có thu nhập thấp, nơi các sự kiện cực đoan đầy thách thức được dự đoán sẽ ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả khi những hành động về khí hậu nghiêm ngặt nhất trong tương lai. Người dân trên toàn thế giới đang chứng kiến những hiện tượng thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn và số lượng người tử vong cũng trên đà gia tăng. Nhìn thấy những gì sắp xảy ra phía trước, các nhà khoa học khí hậu đã nỗ lực cho chúng ta thấy giới trẻ ngày nay sẽ phải gánh chịu gánh nặng của tác động khí hậu trong những năm tới nếu tình trạng biến đổi khí hậu tiếp tục gia tăng. Mục đích của các nghiên cứu không nhằm chỉ trích mà để truyền đạt về thông điệp khí hậu trái đất hiện đang thay đổi nhanh như thế nào. Và tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta có thể ổn định khí hậu nếu cắt giảm lượng khí thải, các nhà nghiên cứu kết luận. Và đó cũng là thông điệp của chương trình hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở các số phát sóng tiếp theo của chương trình Thế giới toàn cảnh.